Vâng, cửa hàng Miro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video này ngày mùng 3 tháng 9 thì đối với những đôi loa này em đã về hàng cách đây được hôm kia, chưa có thời gian review các bác không anh em. Thì hôm nay tổng cộng em về cũng không được nhiều các bạn, được 6 đôi thôi. Nên là anh em có nhu cầu thì nhanh tay sớm nhé. Đó, dòng loa đây có thể nói là cũng như tả là loa rất nhiều bát các bạn, gọi nhiều bát nhiều mắt. Dòng loa ST thương hiệu của Mỹ, mã là VKS 8. Đây, xem đã quên mã này. Mã nó đây. Tiến đến xoay anh ấy. Mã là 4803T VKS. Dòng loa thương của Mỹ, đối dòng này thì các bác biết rồi, quá nổi tiếng dòng cái ST này rồi. Chú đang làm gì đấy? Thì hôm nay thì bên đơn vị em cũng đang tiến hành mở ra để kiểm tra lại những chiếc loa này và lau chùi sạch sẽ hơn, như là vệ sinh. Đó. Sạch sẽ hơn một chút để sẽ đến tay các bác. Thì nói đến dòng loa này, chất âm thì khỏi bàn, vì dòng loa này là dòng loa thương hiệu nổi tiếng, cũng như là trên thị trường nó có rất nhiều mã, những dòng mã kẻ full đơn một bát hai chép hay là những dòng loa như hai bát đều có. Thì cái mã này mã phân khúc đời cao, bốn số mà các bác, bốn số sử dụng tất cả kiểu đó là tép từ phay, phay từ nó phay từ ánh bảy màu, đặc thù các dòng thương hiệu của Mỹ là đều từ ánh bảy màu cực kỳ đẹp, mà đời 1991 cũng nhé, đời 1991 đó, đời 1991 from 1991 ngay sau đó. Đời 1991, nhưng mà nó còn rất là đẹp, phải nói từ rất là đẹp, vì chủ nhân đã dùng kỹ càng nên còn rất là đẹp. Gân thì gân sử dụng là gân gân cao su mềm. Thực ra nói đến gân cao su thì nguyên bản của cao su của nó ấy, mà mới tinh ấy, thì cao su nó rất là cứng, nhưng vì nó đánh này thì tiếng gân nó mềm này thì lúc này tiếng bát rất là hay này. Tầm này là các bác căn chỉnh, gọi là nếu bọn em đi set up phòng hát ấy, đối với loa mới thì bao giờ bọn căn lúc đó thôi, nghe đánh tất nhiên nó vẫn rất là hay, nhưng để đánh cho nó giải mềm hơn thì về sau đến khoảng 5-6 tháng là đơn vị như vụ bên đơn vị bên em đi bảo trì với phòng hát, thì đến 5-6 tháng thì bảo trì lại một lần nữa, đó là căn lại một chút nữa vì gân nó mềm hơn một chút rồi, căn lại một tí nữa đó. Thì đây bác mua lúc này thì gân nó mềm, vải gọi là mềm mượt. Với gân này thì không mục được bác nhá, gân này không mục được. Sử dụng đây là gồm 4 bát 20, 1 chung 16 và một tép kèn các bác nhá. Tất cả là phay từ pick ánh bảy màu. Thì bát của nó là bát gân cao su rồi, nhưng màng là màng giấy các bác nhá. Mịn, sờ mát tay luôn các bác. Sờ mát tay nó mịn, mát tay luôn. Của nó là tép màng là màng carbon các bác nhá. Hiểu, bác màng carbon biết rồi. Và gân vẫn là gân cao su. Cực kỳ chất luôn cái bát, các bác nhìn. 4 bát nhìn rất nhiều mắt, phải nói từ nhiều mắt. Tép kèn phân tần em sẽ quay đây, vì với em cũng live stream rồi em quay lại cho anh em xem. Cần chiếc này nó mở ra rồi xem phân tần dễ hơn này. Các bác nhìn phân tần nó rất là gấu và chất nhá. Phân tần nó sử dụng một cái biến áp đây, biến áp này, và sử dụng một cuộn cảm nữa cộng với là ba tụ, hai cuộn cảm với ba tụ quá nhá, hai tụ lớn và tụ nhỏ kê với hai trở. Cái men cổ cái vỉ phân tần này nó sử dụng vỉ màu đen y xì như củ cái men cổ đời. Đấy, miêu tả chính xác là giống y xì men của đời, rất là chất. Thùng bán kính thùng em cũng đo trong cái video live stream rồi, là thùng độ sâu là 40 bác nhá, độ sâu phải 40 này, bề ngang 43 nhá, bề ngang 43, bề cao 74 bác nhá. Thùng này rất là cao, thùng vừa sâu vừa cao. Lặng tổng trọng lượng với có cái căng với em cân là 36 kg bác nhá. Đây là từ cái căng đã 2 cân rồi. Đây, tí nữa đặt anh cái căng lên đấy, cân lại, cân lại trong video ợp này em cân lại. Ui, giữ luôn. Đấy, cân cả cái căng lên 36 kg bác nhá. Đó. Các bác cùng ngắm nhìn xoay cho anh ra ánh này có đủ ánh sáng nào. Quay một nữa hoàn thiện chiếc loa, quay cái mặt ra đây. Đây em đang kiểm tra lốt để cất vào các bác ạ. Thì trong lúc mở kiểm tra ra thì cũng sẽ vệ sinh lại các cái bụi bặm bám này, người ta dùng hàng bãi mà các bác. Hàng bãi này thì các mua thì giá thành nó sẽ êm hơn một chút. Giá hiện tại em công khai trong video giá 7.600.000 đồng một cặp loa, rất là giá rất là êm, phải nói từ rất là êm luôn. Có sử dụng cho một cặp loa này cực kỳ chất, chất hơn nhiều so với một cặp loa bát 30 mua hàng bãi bình thường. Mua một cặp bát 30 chép kèn thôi nó cũng đã ra vào 7.500.000, 7.600.000 hay 8 triệu đô loa thông thường. Đây là loa thương hiệu của Mỹ ở Noi. Em bán có 4 bát 20, 1 chung, 1 tép, 7.600.000 đồng. Quá rẻ các bạn. Phải nói từ quá rẻ vì em muốn đi hàng luôn.
hàng nguyên chất bãi về thì nó cũng tránh được những điểm xước nhẹ này. Xước nhẹ này thì em cũng không, thì em sẽ lấy cái lọ dầu bóng, hay là em lấy lọ sơn sơn xịt em xịt qua phát ở điểm này bác nhé, hay lấy bút bút dạ em tô tô đó, không vừa dưới của bác vì đời hàng bãi mà, quan trọng thùng quét về không vỡ không mẻ gì cả, ê căng đẹp đó, tuyến hoa đẹp không bị làm sao, kiểm tra hết từ A đến Z cho anh em cũng với bác. Thì trong video quay ợp này thì các bác có nhu cầu đối mẫu loa thiệu của Mỹ ST này thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua hai số online đây. Thì hôm nay hàng về đầy áp này, anh em đang tập trung dán như là kiểm tra và cất đi. Hiện em qua chỗ đặt online đây hoặc đến cơ sở bên Minh là 364 Quang Trung ở Hà Nội bác nhá, và xin ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.